chào toàn thể quý vị và các bạn đang theo dõi kênh YouTube của Xuân Đỉnh Audio. Ở video buổi trưa ngày hôm nay là ngày 29 tháng 7 thì Xuân Đỉnh tiếp tục giới thiệu đến các bác một cái cặp loa bãi mới về tại cửa hàng. Đó là cặp loa JBL đến từ Mỹ. Model của dòng này là dòng HB8. Đây là một trong những dòng loa được sản xuất tại Mỹ luôn. Đây là cái model của nó các bác nhé. JBL HB8. Đấy, dòng này thì được sản xuất tại Mỹ luôn, Made in USA, trở kháng 8 ohm. Và những dòng này thì với những dòng loa Mỹ thì thường thường họ chỉ ghi về trở kháng của loa chứ họ không ghi về công suất của loa là mấy. À, với những cặp loa như này thì các bác chơi tốt diện tích phòng từ 30 đến 40 mét vuông. Và đây thì Xuân Đỉnh quay luôn ở đằng sau để các bác có thể nhìn thấy rõ luôn. Duy nhất cũng chỉ có một cặp thôi, series của bên này là 633. Đấy, series của nó là 633 trở kháng 8 ohm và Made in USA. Đây là cầu loa. Cặp loa này thì có cái gì đặc biệt hay như thế nào thì Xuân Đỉnh sẽ chia sẻ cũng như quay chi tiết cho các bác. Thứ nhất là loa 3 đường tiếng còn nguyên zin tuyệt đối cả gân lẫn màng. Là cái nhất. Cái thứ hai là dòng này thì nó thiết kế nó toàn bộ củ xương đúc. Để rất ít khi về những dòng loa JP có củ xương đúc như này. Cái kiềng loa này thì quá xuất sắc rồi, kiềng xương đúc. Đấy, gân của nó là gân mút màng giấy bát 20. Một chung thì chung của dòng này là chung 14, cũng là gân mút màng giấy củ xương đúc và một tép đôm. Model của nó là JBL phía đằng trước. Thì dòng này thì nó cũng khá là giống so với những dòng JBL hãng JBL Century. Tức là nó chỉ khác là dòng này nó là màu vàng gold, còn dòng này thì nó là vỏ màu đen. Giá thành thì lại rẻ hơn rất là nhiều. Thì đây là một trong những dòng loa Mỹ nổi được sản xuất tại Mỹ. Và dòng này thì không bao giờ có hàng nhái rồi. Đấy, gân của nó cũng là gân zin luôn các bác nha. Gân mút rất là mềm, màng giấy. Cặp loa này 3 đường tiếng, Xuân Đỉnh cũng vừa mới về. Và đây thì Xuân Đỉnh to kích thước áng chừng cho các bác. Thì chiều cao của nó đạt khoảng độ tầm 58. Chiều ngang của loa thì nó đạt khoảng độ 30. Đấy. Và chiều sâu của loa thì nó đạt khoảng độ 24-25. Góc cạnh thì cũng khá là đẹp nhưng cũng có một vài vết chầy xước nhỏ. Đấy. Đấy, một vài vết chầy xước nhỏ đấy nhé. Cái này thì nó là chầy chứ nó không phải là bị vỡ gì cả. Khi quay trực diện góc cạnh thì nó sẽ không nhìn thấy. Nhưng cái vết chầy này thì nó hơi nem nhem một tí thôi, nhưng nó phẳng. Mình quay như này thì là quay trực diện để các bác biết là nhìn nó có chầy. Còn đâu là khi quay thẳng hàng này thì các bác thấy rất là khó nhìn luôn. Vì nó chỉ gọi là vận chuyển hơi chấm dớm dớm một tí ở ngoài. Và đâu là góc cạnh thùng đẹp lên kem. Dòng loa Mỹ này tiếng rất là hay. Dòng này thì nó có cái căng của cái loa tép riêng. Đấy. Khi đại vào. Nó căng loa tép riêng. Và căng của nó chung loa bát riêng. Đấy. Căng của nó là căng không nhựa. Tiếng loa thì quá xuất sắc rồi. Đây là chiếc loa còn lại. Cái này thì đẹp len keng, nhưng kia chỉ hơi chảy một chút xíu. Những cái model HB8 này thì nó cũng khá ít trên thị trường. Và tổng bên này là 523. Đấy. Đây là series bên này luôn. Góc cạnh thùng rất đẹp. Dòng này thì rất dễ phối ghép về âm ly. Các bác có thể ghép về những dòng âm ly sân xui, đờ lông hoặc pioneer thì đánh những dòng loa này rất là tốt. Bát 20, loa 3 đường tiếng, model của nó là HP8B các bác nhá. Cặp này thì Xuân Đỉnh đang bán được mức giá chỉ có 6.500.000 đồng. Nó rẻ như những dòng loa Nhật. Thậm chí nếu tính là 6.500.000 đồng thì nó chỉ bằng một cặp loa Voxel của Onkyo D500 thôi. Nhưng chất âm của những dòng loa Mỹ này thì nó sẽ khác hơn rất là nhiều. Đặc biệt là những cái tuyến loa của ngoài thì nó quá xuất sắc, rất là đẹp. Nguyên zin tuyệt đối cả gân lẫn màng. Đấy. Loa 3 đường tiếng, căng cước đầy đủ. JBL HP8B cửa hàng Xuân Đỉnh đang bán mức giá là 6.500.000, duy nhất chỉ có một cặp. À, này cũng quá chất lượng rồi. Và thương hiệu của loa Mỹ và đặc biệt là loa JBL thì các bác cũng biết nó quá nổi tiếng. Là này được sản xuất tại Mỹ luôn. Xuân Đỉnh đang ghép cho các bác là một chiếc âm ly đờ lông PMA 1000G chạy mạch Class A. Thì chiếc combi này thì Xuân Đỉnh có review cách đây 2 hôm, mức giá của nó là 8.500.000 đồng, màu vàng gold, điện 100V, chạy 8 sò than, công suất 207W, mặt tiền đẹp xuất sắc, không có điểm chê. Duy nhất chỉ có một cái điểm xấu đó là hơi chảy một tí ở đằng sau này. Đấy, cho nên là mức giá nó chỉ có 8.500.000.
phối ghép tốt những dòng loa Nhật, loa Mỹ Bass 2530, hình thức đẹp nên kèm. Mọi thông tin chi tiết cũng như số điện thoại thì các bác cứ liên hệ cho số đỉnh 0395727582 và địa chỉ mua hàng ngõ 42 đường Trần Cung, thành phố Hà Nội. Những sản phẩm này cửa hàng số đỉnh đều ship toàn quốc và giá không bao ship. Cảm ơn các bác, xin kính chào và hẹn gặp lại.